Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City. Và đây là thành phố rồng nhỏ bé của mình đây. Hôm nay mình có một cái chú rồng mới đây. Có một cái chú rồng mới để làm video cho các bạn xem luôn. Chú này là cấp VR nha các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Ok, chú này ở đây à. Cho chú này vào đây xem nào. Wow, một con là con đầu tiên luôn, con đầu tiên trong cái quyển sách luôn các bạn. Ok, và hôm nay mình sẽ làm về cái chú này cho các bạn xem nha. Na na na, cho cái chú này ăn cho mập lên nào. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Ô, chú này bự lên nhìn ngầu phết các bạn à. Ok, ngoài sức tưởng tượng của HNT luôn. Wow, xem nào. Ok, con này có hai chiêu đánh thường các bạn. Na na na, mình sẽ cho chú này lên level 11 nha các bạn. Ok, quá tuyệt vời. Đó, nhìn rất là ngầu luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái chỗ leo núi xem nào. Ô, mình vừa... Ô, còn thiếu một cái nữa. Cho nó ăn nó lên tới level 11 mà nó vẫn không xong cái nhiệm vụ này. Ok, rồi là HNT hy sinh một game hả ta. Được quay chưa, còn 8 tiếng nữa mới được quay. Ok, hy sinh một game để xong cái nhiệm vụ này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thu thập thức ăn. Quánh solo bên cái cửa kia là sẽ được chiếc tàu. Ở cái này cái bông. Ok, đi thu thập thức ăn các bạn. Đó, chúng ta đi thu thập thức ăn sẽ để làm nhiệm vụ bông mới được. Ồ, không ra được cái bông nào luôn, đáng ghét. Bây giờ thì chúng ta sẽ lượm vàng luôn, lượm sạch sẽ vàng luôn các bạn ơi. Ok baby, tốc độ luôn nào. Quá tuyệt vời. Ồ, và chúng ta còn chừa còn một cái ô trống để mình xem hai cái con này nó ra cái con gì. Ồ, hai cái con này ra một cái con 28 tiếng các bạn. Con này con cấp R. Để mà kinh nghiệm khi mà mình xong con này là mình sẽ được 192k kinh nghiệm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi dắt cái chú rồng mới của mình đi chiến đấu nha các bạn. Mình sẽ chiến đấu ở đây. Đây, quýnh với những người cùng đẳng cấp với mình luôn. Ten ten, xem nào, chọn đội hình cái. Ok, hai con mạnh nhất của mình hiện tại vẫn là Silly và Happy các bạn. Chú Seri này mình cho nghỉ ngơi đi. Để cho anh Đại Happy và Silly đi chiến đấu. Kèm theo một cái chú tướng mới của mình. Đâu rồi, chú tướng mới của mình đâu rồi? Đây. Chỉ mới level 11 thôi, rất là ngầu luôn. Ok, trận này HNT sẽ cân hết đây. Action. Xem hôm nay mình sẽ gặp ai đây các bạn. Na na na, wow, một con khá là ngầu. Ok, con này mình có thể hạ được. Umbala Kana Simui. Chiu. Quá tuyệt vời, đam lên 13k. Tên bạn không thể nào chịu nổi mặc dù level 20. Oh my god. Cái con bắn mũi tên này. Cái con này rất là đáng ghét các bạn à. Ok, mình sẽ sử dụng cái con rồng mới ra quýnh cái con này luôn. Mày hả bưởi. Bưởi giờ. Oh my god, cái cùng chiêu luôn hả? Chỉ xài được cái chiêu gọi là chiêu đánh thường thôi. Ồ, chiêu đánh thường của cái con này nhìn cũng rất là đẹp luôn. Nhìn đẹp thôi nhưng mà sức chiến đấu không mạnh các bạn. Do đó là mới có cái level 11 thôi. Và con này level tới 20 lận. Ok, ra coi như là phổi bụi tên bạn vậy. Những cái con này nó rất là mạnh nên chúng ta phải sử dụng những cái con cực mạnh như là Happy để chiến đấu nè. Nó anh Đại Happy ra chỉ dập một phát một thôi. 3 sao vàng, làm sao mà chịu nổi với Happy. Quá tuyệt vời. Và bây giờ tới con Les của tên bạn à. Con này cũng quýnh với mình. Mình sẽ cho cái cậu Silly. Ok, Silly tên mình ra. Sử dụng cái tuyệt chiêu gọi là Umbala Shibua. Umbala Shibua lăng tẳng. Quá tuyệt vời. Một chiến thắng khá là nhẹ nhàng để dành cho HNT Channel. Bây giờ tiếp tục tới cậu thứ hai. Khi mà chúng ta chiến đấu xong á thì đó, một chiếc thuyền nó được nhảy lên, các bạn đã vừa thấy rồi đó. Là chúng ta đã làm xong cái nhiệm vụ về chiếc thuyền rồi. Bây giờ tiếp tục cuộc chiến nào.
Đây, bây giờ chúng ta sẽ dập. Ồ, cái con này, cái cậu này đặt tên dấu hỏi với con này, nghĩa là không biết đặt cái tên gì, không biết đặt cái tên gì cho nên đặt cái dấu hỏi đó các bạn. Đây, hãy xem tuyệt chiêu của Silly, cậu có thể sống sót không nào? Mặc dù cậu level 20 nhưng mà mình đoán là cậu sẽ... Oh my god, chỉ còn có 96 máu, không thể tin được, 96 máu vẫn còn sống để chiến đấu với mình. Được, chú làm như vậy là được. Đây, anh sẽ cho con mới ra quýnh với anh. Action, mày hả bưởi? Một chiêu thôi, không tới chiêu thứ hai đâu. Quá tuyệt vời. Đúng hài luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ là tới cái con rồng có cái đầu đỏ đây các bạn. Con rồng đầu đỏ à. Đây, mình sẽ sử dụng Happy ra để chiến đấu. Happy có thể tấn công cái con này không? Một phát một, điện giật banh sát. Oh my god, vẫn còn 1590 máu các bạn. Không thể tin được. Ok, bây giờ mình sẽ cho Happy trốn và đưa con tướng mới ra. Đây, con mới của mình. Oh my god, chiều mặt trăng của mình bị phong che phong rồi. Chiều mặt trăng bị phong tỏ. Nhưng mà không sao, quýnh thường cũng đam lên được 1700 các bạn. Vẫn hạ được cái con rồng mà tóc đỏ. Oh my god, cái con này đúng hài luôn. Nó nhảy ra, nó lấy mũi tên, nó bắn mình một phát một lên được. Được rồi, lần này anh sẽ sử dụng Happy. Chú nghĩ chú tuổi gì mà dám quýnh với mình hả? Oh my god, cái chiều mạnh nhất của mình bị phong rồi. Bị gọi là nó sử dụng ám khí, nó phong lại, nó không cho nó mình quýnh thì sát thương nó không có cao. Ok, bây giờ xem nào, level 18 quýnh mình. Trời ơi, nó có cái mũi tên này mà nó kéo, nó bắn 3 lần các bạn. Nó kéo 3 lần nó mới bắn được. Ok, bây giờ hãy xem tuyệt chiêu gọi là mặt trăng của mình. Hãy xem tuyệt chiêu của Happy. Banh sát. Mày hả bưởi? Ha ha. Chống với HNT Channel à. Dù sao mình cũng có số lắm. Mới có level 19 thôi nhưng mà lên cơ dữ lắm rồi. Ok, với những anh bạn cùng đẳng cấp thì mình có thể hạ hết mà. Thậm chí như anh bạn level 31 là trên đẳng cấp của mình một bậc, HNT vẫn có thể hạ ngon lành. Ok, xem nào, bây giờ tới cái con Les. Được. Cái con này nó chưa hiện hình. Đây rồi, nó đã hiện hình ra rồi các bạn. Cái con này thì mình nó là mình, để mình xem cái con mới của mình có kỵ với con này không nhỉ. Ồ, cái chiêu mình còn được đam nữa nè. Nhưng mà ngược lại đó là mình không được cái, chưa mở được cái chiêu đó. Cái chiêu đó là khi mà chúng ta lên tới level 15 nó mới chịu mở. Xem tuyệt chiêu của Silly nào. Lên đường nào cậu bé. Quá tuyệt vời, đam 14.500 luôn. Máu tem bạn chỉ có 12.000. Ok, bây giờ tới cái con. Ồ, con hệ lửa các bạn. Này là nó con rồng rồi, dạng là chở khách đi chơi. Nó chở khách đi chơi mà nó không chở nó vô đây. Nó gọi là nó quýnh với con Silly của mình. Dám ghẹo chọc HNT hả? Được rồi, xem tuyệt chiêu đinh ốc của mình đây. Umbala cana xí mùi. Dục ba cục xí mùi vô mặt nó. Banh sát liền. Cho ăn kẹo xí mùi là thua liền. Ha ha. Ok, bây giờ tới con Rogan. Ok. Ôi, con này thì mình lấy con mới mình ra cho các bạn xem nè. Quánh gọi là mình quánh khí thế luôn nè. Mày hả bưởi, gọi là chúng ta có một cái bàn tay rất là khổng lồ. Và khi quánh là chuyên gia sử dụng bàn tay đó để quánh luôn các bạn. Oh my god, nó quánh mình dường như không thấm mặc dù nó level 20. Nó level 20 đó các bạn à. Mình chỉ mới có level 11 thôi. Và mình cũng chưa có sao nào, nó cũng chưa có sao nào. Nhưng mà quánh thì mình vẫn hơn nữa. Ok, các bạn thấy sự khác biệt chưa? Sức mạnh của con này không phải dạng vừa đâu, con này là Danny. Tấn công nào Danny, quá tuyệt vời. Một phát ăn ngay luôn. Ok, victory, một trận thắng nữa đã thuộc về HNT rồi các bạn à. Bây giờ chúng ta tiếp tục ra. Oh my god. Nó chỉ cho quýnh được mấy trận thôi, còn hai trận nữa là chúng ta có thể lấy được 3 viên game. 3 viên game luôn đấy các bạn. Đây, chúng ta sẽ thu hoạch thức ăn để có thể làm nhiệm vụ trong cái kia. Mình thu thập quá chừng luôn mà nó không cho mình ta. Nó ít ra, trời ơi, 18 cái mà nó không cho mình được cái nào luôn mới ghê đó chứ. Dễ mang thiệt. Ok, không sao, HNT rất là gọi là hiểu biết mà chịu đựng được. Ok, mình còn một con rồng nữa là con rồng zombie. Con rồng zombie dragon. Để tập sau mình sẽ làm con rồng zombie dragon cho các bạn xem nha. À, bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta quánh xem.
Lần này là quánh được không ta? Ok, con này hơi bị đẹp luôn nè các bạn, đúng đỉnh luôn á. Phải level 18 trở lên mới cho quánh. Cái vụ này căng rồi nha. Chơi cái này là hơi đuối à nha. Ok. Cái con này của mình cho nó đi tập tạ rồi, còn tới một tiếng mấy. Đâu rồi? Đây, cái con của mình cho nó đi tập tạ đây, nó level hình như là 17 hay 18 gì rồi. Mà cho nó đi tập tạ rồi cho nên nó chưa có ra quánh được các bạn. Rất là buồn luôn. Ok. Còn cái con rồng huyền thoại của mình đây, cho các bạn xem. Nó giờ nó còn 1 ngày 9 tiếng nữa. Trời ơi, mua cái này nó tốn tới 10 viên đá rồi. 10 viên game này mình kiếm rất là cực khổ luôn. Ok, để tập sau mình sẽ làm cho các bạn xem. Na na na. Đó, được một cái rồi đó. Gọi là nó giảm xuống được một cái nhiệm vụ rồi đó các bạn. Đó, thấy chưa? 18 còn 17 thôi. Thầy ơi, 159 điểm nếu như muốn hoàn thành cái nhiệm vụ này. Ok, bỏ qua. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Và mọi người thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái con rồng nào thì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ cố gắng là tìm hiểu và làm cho mọi người xem. Và ok, đừng quên chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.